mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bộ son mới và mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái bộ son này để xem là hình ảnh quảng cáo và thực tế đánh lên môi nó như thế nào nha. Và video này cũng sẽ là một video có giveaway, mọi người nhớ theo dõi đến cuối video và tham gia giveaway cùng mình nha. Bắt đầu thôi. Màu 05. Màu 05 thì đây là một màu cam cháy. Cam cháy nha mọi người. Là một cái màu son mà có lẽ là khá là hợp với các tông da của các bạn nữ châu Á giống như chúng mình. Về chất son thì mình thấy là bộ son này của Romaine, cái chất son nó có cái độ dưỡng hơn so với những cái cây son lì trước của hãng á. Không thích lắm về cái chất son lì của hãng. Son bóng thì quá tuyệt vời, nhưng mà son lì thì nó hơi khô môi một chút xíu. Nhưng mà cái này rất là mịn môi và nó che phủ khuyết điểm môi tương đối ổn. Mùi son thì đây là một cái mùi đúng là mùi trà sữa, kiểu trà sữa ô long. Lâu rồi không uống trà sữa không biết. Thì nói chung là một cái mùi rất là kiểu nó ngọt ngọt, nó không quá hắc đâu mọi người. Trong cái màu son của hãng thì cái sắc nâu của nó nhiều hơn, nhưng mà thực tế ở ngoài thì sắc cam nó trội hơn, thì nó cũng không quá là khác biệt lắm, nên là mọi người có thể tham khảo nhé. Nếu như mọi người ở trong nhà thì đây nó sẽ là một cái màu đỏ thuần. Nhưng mà nếu như mọi người ra ngoài ánh sáng thì rõ ràng đây là một cái màu đỏ của ánh cam. Thì về cái màu son này thì nó không... hơi sang chút. Sorry. Cái màu son này thì nó không quá kén da. Nó cũng không hề kén men răng luôn. Và đánh cái màu son này thì mình thấy là da mặt của mình nó sáng bừng lên luôn. Tổng quan nó rất là sáng. Lâu rồi mình thấy cái màu son nó sáng ra như thế này. Tại vì mọi người thấy không, là năm vừa qua những cái hãng son người ta toàn ra theo kiểu những cái màu tông trầm ấy, tông trầm tối ấy. Nhưng mà mình thấy là rõ ràng là giới trẻ thì khá là thích ấy, nhưng mà người mà tầm tuổi như mình mà tầm đủ 23 đổ lên ấy, đánh cái màu son đấy thì rất là ngại bởi vì sợ già. Tôi cũng rất là sợ già, nhưng mình thực sự là rất thích đánh son hồng và đánh son mà có sắc sáng như thế này. So với màu mô tả của hãng ấy thì mình xin đính chính một lần nữa, đó là màu son ở ngoài nó đẹp hơn rất là nhiều. Không hiểu sao lên ảnh nó lại màu như kiểu nó cam cam, nó cam cam nâu nâu như thế này, nhưng mà ở ngoài nó đẹp hơn, thật sự ở ngoài đẹp hơn đấy mọi người. Mọi người mua trên mạng là hơi bị tiếc. Rồi xong, mấy chế mà muốn mua cái thỏi son nào mà lì ấy, hơn người yêu mãi không nghe em son ấy, thì mọi người có thể tham khảo cái son này cho mình lau này. Nó cái lớp tin của nó bám cực kỳ chắc luôn. Dự là cái son này nó sẽ khoảng bám khoảng tầm từ 6 cho đến 7 tiếng ấy, không phải đơn giản đâu. Ok, màu không 07. Màu không 07 thì đây là một màu hồng MLBB. Thực sự là nó rất đẹp mọi người. Với bạn nào mà các bạn ấy không thích màu hồng theo kiểu hồng MLBB từ trước đến nay, mọi người chưa thử thì mọi người nên thử cái màu son này nhá. Nó là tên thì là hồng MLBB. Nói chung là cảm quan khi mọi người ra ánh sáng ấy, ngoài trời, thì nó sẽ là một cái màu hồng gỗ rất là đẹp.
Nhưng mà nếu như mọi người ở trong nhà thì nó sẽ thiên thiên về nâu một chút xíu nữa. Nên thực sự đây là một màu son nó không kén da nhá. Nếu trước đó mà cái màu hồng nào mọi người bảo là kén da thì ok chấp nhận. Nhưng mà riêng với cái màu này thì mình khẳng định là màu hồng không hề kén da luôn. Có thể là nó sẽ không làm trắng men răng thôi. Và so với hình ảnh mô tả của hãng thì ok mọi người có thể thấy là ở trong nhà ấy thì nó sẽ y xì đúc luôn. Y xì đúc luôn á. Nhưng mà nếu như mọi người ra ánh sáng ngoài trời nó hơi sáng một chút xíu thì nó sẽ hồng hơn một chút xíu thôi. Nếu mà được hỏi là đây là cái màu có lạ không thì không, đây không phải là một màu quá lạ. Nhưng mà để hỏi là nó có đẹp hay không thì quá đẹp mọi người, quá là đẹp luôn. Đây là một cái màu gì đây, một cái màu đỏ nâu. Nó trắng răng nhá, nó trắng da nhá, và nó phù hợp với tất cả mọi tông da luôn mọi người, quá là đỉnh luôn. Và thực sự đây là cái màu son mình recommend cho mọi người mua nhất. Ở trong cái bộ này thì tính đến thời điểm hiện tại, chưa kể cái màu 09 thì mình sẽ recommend cho mọi người cái màu 07 và 08. Đánh lên kiểu cái môi của mình ảo diệu lắm ấy. Cái gương mặt của mình tự dưng nó sáng, nó thu hút, nó sắc cực kỳ luôn á. Màu kết thúc của cái bộ sưu tập son này thì vẫn là một cái màu cực kỳ đẹp mọi người. Rất là đẹp luôn. Nó thiên hướng phù hợp cho các bạn thích những style cá tính sắc sảo ấy. Thực sự đây là một cái màu son cũng không kén da nhé mọi người. Hầu hết những cái tông da nào cũng đánh được màu son này hết. Đây là một cái màu hồng, à không phải hồng, đỏ tím nhưng mà thiên về gỗ, đỏ tím gỗ. Không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Nhưng rõ ràng đây là một cái màu son rất đẹp mọi người ơi. Rất đẹp và rất tây luôn á. Theo như mô tả của hãng thì mình thấy đây là một cái kiểu nó thiên nâu quá nhá. Nó thiên nâu quá, còn khi mà lên môi của mình thì nó lại thiên đỏ, theo kiểu đỏ tím hơn ấy. Và mình thích cái màu son trên môi của mình hơn, nó nhìn nó lạ hơn so với cái hình ảnh mô tả của hãng. Thì không biết tại sao nhưng mà cái bộ sưu tập son này thì Roman ảnh mô tả nó lại không đẹp bằng cái bên ngoài mình trải nghiệm ấy. Nên là mọi người hoàn toàn có thể tham khảo nha. 07, 08 và 09 thì ba cái màu son này là ba cái màu son siêu siêu đẹp luôn và không hề kén da luôn và cực kỳ trend nữa. Cuối cùng sau khi mà trải qua hết năm cái màu son này thì có một cái đúc rút như sau, đó là về cái phần màu son thì mình khá là ấn tượng về cái màu son của bộ sưu tập son này, nó rất là đẹp. Giá như mà cái nắp son này nó chắc chắn là nó nặng tay một chút xíu, chứ còn cầm một cái thỏi son này để so sánh với cái bộ sưu tập son mới ra nhất của hãng ấy thì cái độ đầm tay và cái độ nặng tay nó không bằng được. Và cái chất lượng thiết kế vỏ ngoài thì mình cảm giác là nó không được bằng so với những cái bộ sưu tập son trước của hãng. Ok, và đây cũng là một sưu tập son đặt dưới cương vị là một người trải nghiệm và review. Thì mình thực sự recommend cho mọi người nên mua một trong những cây son này. Và link sản phẩm mình sẽ đặt ở bên dưới cho mọi người có thể click vào để mua. Bên cạnh đó thì để cho video sau thì mình có lẽ là mình sẽ làm một video về sản phẩm nội địa chung. Giá rẻ như shop Việt, mình đã tìm được một cái shop rất là rẻ và sản phẩm mẫu mã cực kỳ đa dạng thì mình sẽ để ở đây cho mọi người. Và đặc biệt là ở đây thì có cái miếng dán Focalua, nó giá nó rẻ hơn rất là nhiều, cũng như là mình cũng muốn xử lý cái đống mụn đầu đen của vịt ở trên cái mũ của mình, nó ghê như cái lông vịt mới cạo luôn. Đó.
Hy vọng mọi người sẽ thích video của mình. Đừng quên cho mình xin một like, subscribe, follow fanpage, follow nick Instagram của mình nha. Bye.